15.000 hiện vật, hình ảnh về chiến tranh được lưu giữ và trưng bày tại đây đã phần nào khắc họa nỗi đau của chiến tranh ở Việt Nam. Bảo tàng duy nhất ở Việt Nam được đưa vào hệ thống hơn 60 bảo tàng vì hòa bình của tổ chức UNESCO và được website du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor bình chọn nằm trong top 5 trong số 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Mời quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống phương Nam, giới thiệu về bảo tàng chứng tích chiến tranh, phát sóng lúc 19:30 Chủ nhật ngày 13 tháng 4 trên kênh truyền hình Thông Tấn.